Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái clip này thì tư vấn Phan Thịnh sẽ chia sẻ với các bạn về cái thư viện hack trong CAD. Ngoài ra thì mình cũng hướng dẫn các bạn về cái cách thêm hack trong AutoCAD luôn. Thì như các bạn đã biết thì cái bộ thư viện hack thì giúp chúng ta có những cái mô tả về vật liệu, những cái mô tả về nét cắt, nét đứng, những cái mặt đứng sao mà nó hợp lý, ví dụ như sàn gỗ này, những cái nét cắt tường này, cắt bê tông này, những nét cắt gỗ này. Đấy thì làm sao chúng ta có được cái bộ thư viện đấy thì nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong cái việc thiết kế. Thì các bạn cái link tải hack thì cũng có trong cái mô tả video. Ngoài ra các bạn cũng có thể là vào trong Google các bạn đánh chữ thư viện hack thì cái trang web của tôi nó là trang thứ ba, trang phanthinh.vn các bạn nhé. Thì trong đây thì nó cũng có hết cái đường link ra rồi, thì các bạn có thể tải về đây. Về thì sau khi tải về thì tôi tải về ba thư viện này, thì các bạn tải link Google Drive thì nó chính là ba cái file này đây. Nên khi chúng ta giải nén thì như này, thì các bạn lưu ở trong một cái file thư mục hack nhé. Thì là chúng ta bây giờ bắt đầu tiến hành thêm cái hack vào trong AutoCAD. Thì để mà thêm hack vào trong AutoCAD thì đầu tiên các bạn đánh gõ lệnh OP các bạn nhé. Ví dụ OP này, các bạn tìm trong cái đầu tiên này, cái thẻ đầu tiên là support file search path này. Đấy, các bạn kéo xuống dưới này. Ở đây tôi đã có thêm hack vào rồi, tôi đây remove lại đi. Thì để mà chúng ta thêm ấy, đầu tiên chúng ta tích vào đây này, chúng ta ấn chữ add. Khi mà hiển thị cái dòng này thì các bạn ấn pro này, các bạn chọn trong cái phần cái đường dẫn mà chúng ta vừa lưu vào trong cái file hack ấy. Ở đây tôi để ngoài desktop hack thì chúng ta ấn ví dụ như đây này, nó chọn đây nhá. OK này, nó tiếp tục file nữa này, add này, pro này, desktop này, hack này, 400 này, đây, OK, add value. OK đấy, thì khi mà chúng ta đã chèn đường dẫn vào trong cái support mà xong thì các bạn thử là các bạn ấn chữ H nhé, để hiển thị cái bảng hack này. Chúng ta vào trong phần setting đây, các bạn chọn cái phần này, các bạn vào custom nhé. Thì các bạn để ý này, đây này các bạn nhìn thấy không, chọn này đấy, cái đường dẫn là C này, user này, admin desktop hack Phan Thịnh này, tức là cái đường mẫu hack kia nó đã thêm vào rồi. Còn ngoài ra những cái bên trên thì nó là cái mặc định, nên đây là những cái hack mặc định ở trong AutoCAD này. Đấy, còn những hack chúng ta thêm vào đây này. Đấy, hack chúng ta thêm vào này, các bạn thấy không? Nó rất rất là nhiều các bạn nhé. Thì đấy là chúng ta cài hack trên thêm hack ở trên AutoCAD 2020. Còn hack trên AutoCAD 2007 các bạn cũng tương tự ấn OP. Các bạn chọn cái phần này nhé. Đây chúng tôi được vừa thêm nhưng mà tôi remove đi. Đấy các bạn vào đây các bạn ấn add này, blow này, desktop này, hack này. Đấy các bạn chọn đủ 3 file nhé. App value OK này. Đấy các bạn ấn hack này, custom này. Đây các bạn hiển thị đấy nhá. Phan Thịnh là 760 mẫu hack đẹp này. Đấy, nếu hiển thị hết thì trong đây để chúng ta sử dụng. Đấy. Đây, ví dụ như chúng ta đã chọn này.
Đây cái mẫu hack mặt này là cái mặt của cái thể hiện cái nét gỗ. Đấy là cái nét hack mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Thì bộ thư viện này nó rơi vào khoảng tầm đây 2007 này, nó rơi vào khoảng gần 4.000 mẫu hack để các bạn sử dụng trong cái công việc của mình. Thì trên đây là chia sẻ của tôi về cái thư viện hack cũng như là cái cách chèn thêm hack vào trong AutoCAD. Thì chia sẻ đến các bạn để giúp các bạn trong cái việc công việc thiết kế của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy like và subscribe kênh của mình để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.